mà phải dùng phương tiện đó. Đó là tôi ngờ nghĩ rằng lòng từ bi của Phật tràn trề. Cái gì mình thấy được phải nói cho chúng sinh nghe, chỉ cho chúng sinh hiểu, sao lại không chịu nói mà phải dùng phương tiện nói quanh co mà không nói thẳng. Thì đó là một cái chỗ mà tôi nghi, mà tôi lại còn có nghi xấu nữa. Tôi nghĩ rằng chắc Phật cũng còn đợi nài nỉ, đợi yêu cầu, phải không? Đợi nài nỉ yêu cầu mới thuyết pháp, không có sẵn sàng. Nhưng mà sự thật đến giờ mới thấy được cái chỗ thâm sâu của Đức Phật. Thấy mà nói không được, nói người ta không nghe, không hiểu, làm sao mà nói. Bởi vậy cho nên Ngài trụ trì không muốn đi, không muốn nói, đã nhiều lần yêu cầu tha thiết dùng phương tiện để giáo hóa. Chừng đó buộc lòng Ngài phải dùng phương tiện. Như vậy chúng ta học kinh bắt đầu từ tứ đế để đi đều là phương tiện, chứ nó không phải là chỗ cứu kính. Bởi vậy cho nên sau này Đức Phật mới nói pháp của Phật như ngón tay chỉ mặt trăng, phải không? Mặt trăng là chỗ muốn chỉ cho mọi người, nhưng mà nếu lòng thinh không có dùng phương tiện làm sao họ biết. Cho nên buộc lòng phải lấy ngón tay chỉ mặt trăng. Ngón tay chỉ mặt trăng, ngón tay là ngón tay, mặt trăng là mặt trăng, chứ phải ngón tay là mặt trăng. Nhưng sau này chúng ta lại lầm cho ngón tay là mặt trăng, cho nên rồi cứ bám vào chữ nghĩa mà lấy đó làm chỗ tu, mà không chịu thấy cái gì Phật muốn chỉ. Thì đó là một cái lỗi lầm mà thời sau gọi là mắc kẹt phương tiện mà quên chỗ cứu kính. Như vậy thì Ngài đã vì phương tiện mà chỉ. Chỉ thì khi chỉ đó tức là Ngài nói thẳng về pháp tứ đế. Mà tứ đế bây giờ coi như là bốn chân lý, phải không? Bốn chân lý không có thể nào khác hơn được. Nhưng mà quý vị thấy tôi dẫn tứ đế, khi Phật nói chuyện giảng dạy cho năm anh em Kiều Trịnh Như, thì Ngài nói thẳng tứ đế, một là khổ đế. Cái đó là một lẽ thịt, ai cũng có thể biết được hết. Có thân thì có khổ, phải không? Thì thân này hồi xưa hay kể, khi sanh ra khóc qua qua là khổ, nhưng lúc đó biết gì, phải không? Khổ là tất cả mọi người mang cái thân này, trong sự sống này bao nhiêu cái khó khăn, nói một cái rất là tầm thường, đói quá khổ, cái người ta cho ăn nhiều quá cái khổ nữa, phải không? Đói thì đói, rồi no quá thì tức bụng cũng khổ, còn ở địa vị cao thì sợ người ta hết mình xuống, ở địa vị thấp thì bị người ta đè mình, thành ra cuộc sống lúc nào cũng là đau khổ. Đói là khổ, no khổ, địa vị thấp khổ, địa vị cao cũng khổ, phải không? Như vậy sanh là khổ, không nghi ngờ gì hết. Mà đã sanh ra rồi, lớn lên, rồi tới ngày kia phải già. Thì cái già, ai tới đó rồi cũng thấy nó khổ. Tuy rằng mình chưa tới, hay là quý vị chưa tới, nhưng thấy ông già đi lụm cụm, nào là ho hen, nào thở khò khè, nào đi có người dìu dẫn dắt, khổ không? Đó là cái khổ, không còn tự tại, không còn làm chủ được thân. Có thân mà không làm chủ nó rất là khổ. Cho nên già là khổ. Rồi cái bệnh, không phải đợi già mới bệnh, mà trẻ cũng bệnh. Ai mang bệnh đều kêu la rên rỉ,
thì rất là khó. Sợ tới chết, giật mình giật máy, thở không ra, rồi bứt rứt đau đớn, thì đó là khổ. Như vậy thì bốn tướng khổ đó không ai chối cãi được hết. Đức Phật dùng phương tiện nói lẽ thật của cuộc đời của con người cho mình thấy. Như vậy thì bốn cái khổ chúng ta đã chấp nhận rồi, thì Ngài đi qua cái gì nữa? Có cái khổ đó là quả, thì cái quả tự nhiên phải có nhân, phải không? Cho nên từ cái quả khổ, Ngài phân lành tới cái nhân, chỉ ra cái khổ đó không phải bỗng dưng có, mà nó từ cái tập nhân. Tập nhân đó là gì? Là tham, là sân, là si, là mạn, là nghi, là ác kiến, vân vân, tất cả các loại phiền não. Chứ giờ nói một cách dễ hiểu nhất là tham. Chúng ta có cái thân khổ mà muốn nó mất hay muốn nó còn? Muốn mất hay còn? Muốn còn. Như vậy thì chúng ta biết ăn những thứ cao lương mỹ vị sanh bệnh, mà muốn ăn là không muốn. Cái gì rồi những người ở thế gian đam mê nữ sắc biết là bệnh hoạn, mà họ có muốn đam mê không? Tất cả cái khổ trước mắt là vì cái thân, vì cái tấm mê mà lao vào trong cái khổ. Vì vậy mà tham đúng là phải nói si chứ, nhưng mà các ngài nói tham có lý. Bởi tham đó cho nên mới đòi hỏi, mới tìm kiếm, mới giành giật. Đòi hỏi, tìm kiếm, giành giật thì tất nhiên là cái đau khổ cho mình, cho người rồi. Mà nếu đòi hỏi, tìm kiếm bị ai chặn đứng hay là ngăn đó thì sao? Thì nổi tức, phải không? Nổi tức cái thì tạo nghiệp, sân lên cái là làm đủ thứ chuyện ác, tàn ác, hung bạo đủ thứ, thì đó là cái khổ. Rồi như vậy tham sân là cái khổ nổi dễ thấy. Nhưng mà sở dĩ có tham á, vì gốc không biết được lẽ thật, không biết để lẽ thật cho nên là chúng ta tham. Thí dụ như tham ăn, chúng ta thích ăn cái gì ngon rồi cứ tưởng tượng thấy thèm, phải không? Nhưng mà giờ mình nếu chịu khó quán chiếu lại cái món ăn ngon đó, nó ngon được bao lâu? Thí dụ như ăn sầu riêng nó ngon, phải không? Nhưng hồi ngon là chỉ có ở lưỡi một chút, nuốt vào khỏi cổ rồi cái nó mất. Mà nếu mà ăn hơi nhiều nhiều chút, lát ở ngược ở xuôi còn hôi nữa, phải không? Nó có thiệt gì đâu. Người ta nó ngon có một giai đoạn nhỏ thôi, rồi những giai đoạn sau nó hết, nó thành cái chướng ngại nữa. Vậy mà người ta thích không? Thèm. Chứ nó tôi thèm bên này, thèm bên kia. Đó là tại vì cái ngỡ cái ngon đó là quý, nhưng mà không ngờ bên cạnh cái ngon nó có cái không tốt ở trong đó. Vì vậy mà chúng ta si mê cứ đuổi theo những cái thỏa mãn tạm thời mà không thấy cái tai họa lâu dài, đó là si, phải không? Từ cái si đó mà mới có tham, từ cái tham đó rồi có sân. Như vậy thì cái tham ở giữa, nhưng mà nó dễ thấy cho nên rồi nói trước tham sân, và cái si nó nằm ở trong thì nó là cái gốc. Nói sao? Như vậy thì đừng nói nhiều chỉ tham sân si không, đó cũng là cái nhân luân hồi rồi. Tại sao? Bởi vì tham, có thân thì tham sống, mất thân này kiếm thân khác, đó là vì tham. Rồi có sân thì tạo nghiệp ác, làm cho dai trả dai những cái nợ nần liên miên không dứt, đó cũng là cái nhân của luân hồi. Như vậy thì đời này có thân, đời sau tiếp tục có thân để mà trả đền, hoặc là thân người, hoặc là thân vật, nhân dân, để mà
trả qua trả lại. Vì vậy mà nói nó là cái nhân để có thân này chịu khổ. Như vậy thì tham sân si mạng nghi ác kiến cho tới những cái tế nhị hơn trong các loại phiền não, đó là cái nhân để đưa tới cái quả khổ. Thì biết được cái nhân đó rồi thì chúng ta thấy cái quả này không phải ngẫu nhiên mà từ cái nhân đó. Bây giờ muốn tiêu diệt cái nhân đau khổ đó thì phải làm sao? Đó là Phật nói nếu diệt được cái nhân đau khổ thì quả khổ không còn, nên gọi là diệt đế. Nhưng mà muốn diệt nó phải ngẫu nhiên diệt được, mà phải làm sao? Nếu nói gần thì gọi là tu ác chánh đạo, phải không? Tức là đạo đế. Nên là từ bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy cho đến cuối cùng là chánh định. Như vậy thì muốn dứt cái nhân đau khổ để không còn có cái quả đau khổ nữa thì phải tu bát chánh đạo, rồi tu từ từ, từ chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp vân vân, tới cái chốt là chánh định. Chánh định nghĩa là sao? Là dứt hết những cái mầm lăng xăng lộn xộn trong nội tâm. Và tâm mình nó lặng, nó yên, không còn những cái mầm tưởng nghĩ lăng xăng nữa thì đó là chánh định. Thì như vậy tới chánh định tức là tới cái chỗ không còn nghĩ suy, không còn phân biệt, không còn tưởng tượng vân vân, tất cả nó không còn thì đó là trở về chánh định. Thì như vậy bốn cái đế đó, khổ đế là một cái quả thực tế chúng ta thấy. Từ phân biệt thấy rõ cái quả rồi, chúng ta phân ra cái nhân, rồi cái nhân đó mình biết rồi thì tìm cách diệt cái nhân đó. Đạo đế là cái cách, là phương pháp để diệt cái nhân đau khổ. Mà nhân đau khổ diệt hết rồi thì gọi là diệt đế. Mà diệt đế là niết bàn. Bởi vì cái nhân đau khổ diệt hết tức là đi tới chánh định, phải không? Chánh định rồi thì tới niết bàn. Như vậy cái tu theo đạo Phật chúng ta mới thấy Ngài đưa những cái phương tiện từ con người để phân tích, rồi đi tới phân tích nội tâm. Cái thân này là khổ, đó là cái hình tướng, rồi tìm tới cái nhân là nội tâm. Rồi cái nội tâm đó nó tạo nên những đau khổ đó, mà muốn diệt nó thì phải có phương pháp từ từ diệt. Thì đó là phương tiện. Cho nên cái tu phương tiện đó nó cũng có cái chứng phương tiện. Chứng phương tiện là gì? Nếu mà tu theo pháp tứ đế đó thì chứng từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi qua không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi phi tưởng xứ, rồi tới diệt tận định. Diệt tận định đó là chỗ cuối cùng của các cái quả chứng. Còn nếu nói theo tứ quả thanh văn thì tu đà hoàng, tư đà hàm, a na hàm, a la hán, thì tu đà hoàng còn tu được như vậy còn bảy phen trở lại thế gian nữa mới hết sinh tử. Còn a na hàm thì tu đà hoàng thì tới một phen nữa, còn a na hàm thì không có thể trở lại nhân gian mà có thể sanh cõi trời, rồi sau nhập a la hán, quả a la hán. Thì như vậy cái tu chứng thứ bậc đó, tôi nói thứ bậc mà theo tứ thiền cho quý vị thấy, sơ thiền thì gọi là ly sanh hỷ lạc. Ly là ly cái gì? Lìa cái ngũ dục mà được vui. Thì như vậy chúng ta ở đây tu mình không có sơ thiền nhị thiền gì hết, mà khi nào mình đưa tham đắm cái gì đó
Bây giờ thức tỉnh biết cái đó là hư giả, là tạm bợ, là ảo tưởng chứ không thiệt. Thế là mình mừng vui mình bỏ thì mình có được sơ thiền không? Thì đó là sơ thiền cái gì? Nhưng mà bên kia đặt nó thành một cái mức cố định. Sơ thiền là như vậy đó, nghĩa là ly san, tức là lìa được ngũ dục, tâm mình vui vẻ thì đó là chứng được sơ thiền. Sơ thiền rồi sao nữa? Trụ ở đó là sao? Thì bỏ cái sơ thiền đó, tu ghét, ráng tu nữa, tu cho đến lúc nào đó được nhị thiền. Nhị thiền là gì? Tức là tâm mình nó an định, an định mình chưa phải cứu kiếm, nó được an định. Như quý vị bây giờ có khi ngồi thiền, tâm nó yên cái tự nhiên thấy vui, thấy không? Có tâm yên cái thấy vui, đó là định sanh lý lạc cái gì? Mình có triệu chứng đó mà mình không đặt nó thành một bậc. Còn bên kia tới, khi mà tâm mình nó được yên, nó vui lên, cái thiền đó gọi là nhị thiền, định sanh lý lạc. Rồi tiến lên một bậc, bỏ cái đó phải tiến lên bậc nữa, thì tới cái gì? Tam thiền là ly hỷ diệu lạc. Tới vì ban đầu mình được vui thấy cái kia mình vui mừng quá, nó đậm, cho nên phải bỏ cái đậm đó để mình tiến lên, tiến lên cái đậm đó nó lặng lặng rồi còn cái vui thầm thầm đó lại là ly hỷ diệu lạc. Cái vui thô nó mất đi, còn cái vui té gọi là diệu lạc, cũng là vui mà vui té thôi, nhưng mà nó cũng còn ở trong cái động. Cho nên tiến lên cái bậc nữa thì sao? Xả niệm thành định địa, tức là buông niệm, niệm giấy lên buông, không có để, không có giữ, thì nó được yên. Buông niệm để được yên thì đó là xả niệm thanh tịnh. Thì như vậy đi từng bậc từng bậc. Bây giờ mình bất thần nhảy vô thì mình làm gì? Như vậy thì mình đi tắt ngang cái xả niệm thanh tịnh. Quý vị biết cho rõ cái tu, chứ nhiều khi không có nói thì quý vị không biết mình tu vậy là tu cái cách nào, đi đường gì. Nhưng mà cái xả niệm thanh tịnh đó, bởi vì trong nhà Phật, Phật nói tu không vô biên xứ, thiết vô biên xứ, vô sở hữu xứ, thì phi tưởng xứ đó là bốn cái thiền ngoại đạo. Phật dạy thì tu tới cái xả niệm thanh tịnh này, đi thẳng vô, thẳng vô đó rồi cái đi tới diệt thọ tưởng định nhập niết bàn, chứ không qua bốn cái kia. Bốn kia nó hơi đi quanh mà đi tắt cái đường này. Như vậy thì từ cái xả niệm thanh tịnh địa rồi đi tới cái chỗ mà diệt thọ tưởng. Cái thọ tưởng này tôi thấy nó rất là hay. Thọ là cảm giác của sáu căn hay là năm căn với năm trần, mà tưởng thì của nội tâm. Thì như vậy ở trong nội tâm thì lặng, ở ngoài đối với năm trần không dính, thì đó là diệt thọ tưởng định. Thì tới đó gặp cái ông tổ bên đây kia, thì như vậy thì ngoài không dính với sáu trần, trong không có giấy nhiễm giống động, thì như vậy đó là chứng a la hán là vô sanh. Thì chứng a la hán là vô sanh. Còn bên kia nếu mà đi quanh á, thì hồi xưa vì Phật tu theo ngoại đạo cho nên ngài đi quanh, ngài đi quanh qua không vô biên xứ, thuyết vô biên xứ. Tại sao gọi là không vô biên xứ? Thì người tu đó dùng cái tưởng, như mình ngồi trong cái phòng này, mình ngồi cái nhắm mắt mình tưởng cái phòng trống không, từ cái trống nhỏ nhỏ nhỏ, cái trống không, trống lành lành lớn lớn cho tới vô cùng vô tận đều trống không hết, đó là đạt được không vô biên xứ, chứng được cái không vô biên xứ. Rồi bỏ cái không đó, quay lại thích cái phân biệt của mình biết phân biệt không có tướng, không tướng mạo, thành nó phân biệt này từ cái thân, phân biệt ở thân, và phân biệt nó bủa ra khắp hết vô cùng vô tận, thuyết vô biên xứ.
rồi cái tưởng thích, tưởng tham không hết rồi, tức là vô sở hữu xứ không có cái gì hết, rỗng tới hết không có cái gì không. À, nhưng mà tuy ẩm tết mình tưởng ẩm tết thì khó còn cái tưởng, cho nên đến cái chốt là phi tưởng, nó không có tưởng mà không phải không tưởng, không có tưởng thô, tưởng không, tưởng thích, mà nó có cái tưởng phi thế, tưởng ẩm tết đó, nó còn cái tưởng nhỏ đó. Cho nên rồi qua đó, bỏ cái đó nữa mới qua tới cái việc tịnh định. Như vậy thì ở đây tôi nói lại lần nữa, chúng ta đi đường tắt một chút, không mắc kẹt ở sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, phải không? Ba cái bậc đó chúng ta không kẹt, không để ý, mà đi ngay cái xả niệm thanh tịnh. Mình xả niệm thanh tịnh rồi, chúng ta đi thẳng chứ không đi quanh qua bên, không vô bên xứ, vô bên xứ, đi thẳng cái diệt thọ tưởng định. Như vậy thì chỉ có một bước buông niệm, rồi đi sợ tới cái chỗ diệt thọ tưởng định. Thì như vậy đó là tôi đối chiếu với cái con đường của các vị tu theo cái tứ đế. Như vậy thì trên con đường tu chúng ta đi cấp bậc thì nó thấy có được cái này, thấy được cái kia, mà thấy có được ấy, thì nó dễ mắc kẹt lắm, rồi dễ có cái chấp, tôi bữa nay chứng được sơ thiền rồi, phải không? Thì có tác có chứng, vì vậy mà đắc chứng thì có cái tâm ngã mạn ở trong đó. Vì vậy mà đây mình không có chứng gì hết á, nghĩa là mình thấy niệm bỏ thôi, không có chứng gì hết á, phải không? Không có cái gì để mình chấp về cái ngã. Rồi niệm mà tới chừng nào cái niệm này nó lặng được rồi thì tất cả những cái duyên bên ngoài mình không dính, ở nội tâm mình không kẹt, không động, thì đó là cái gốc của sự tu. Mà cũng không nói mình tới đó là chứng cái gì nữa, bởi vì có đắc có chứng là có cái chỗ, cái ngã nó nằm trong đó. Cái ai đắc, ai chứng, tôi đắc, thì tự nhiên cái bản ngã nó sống dậy. Cho nên đây mình muốn không cho cái bản ngã nó dí động. Vì vậy mà tu thì cứ tu, không nó đắc nên nó chứng, mà không nó đắc nó chứng nghe buồn chết, phải không? Đó. Bây giờ hỏi lại, ở như người ở ngoài đời đi học, nếu cứ cấm đầu học hoài, học lên hết cái gì người ta dạy, rồi tôi bị giỏi, nhưng mà dạy ta buồn. Phải có tiểu học, trung học, đại học, rồi cấp này, cấp kia, hăng mà dạy nhau học. Thành ra hai cái nó khác nhau. Cái kia biết rằng có tất cả những cấp bậc đó, nhưng mà người học hết những cái mà trong cấp bậc ta dạy, thì mình cũng như mấy người đã qua các cấp bậc cái gì, phải không? Nhưng mà bên nay thì không có thấy mình là cái gì hết đấy, không bị kẹt những cái giả danh làm cho mình phải sinh ngã mạng. Thì cái cấp bậc nó đều giả danh thôi chứ có gì, cấp bằng chỉ tấm giấy lộn chơi chứ có gì đâu. Còn ông nào đó khí thế rồi thì đem nó đó để có bằng chứng làm ăn vậy thôi, chứ nó có cái giá trị thực cái đó, cái đầu mình kia, cái điểu của mình mới là cái thực, chứ cái đó là cái thực. Mà người ta ở đời thì họ chịu cái gì hình thức, có cái hình thức mới quyến rũ được, mới thúc giục được họ làm. Còn cái thật, học kiến cấm đầu học hoài, dạy bao nhiêu, học hết bao nhiêu, cấp nào dạy mình cũng học hết rồi thì mình giỏi gì vậy? Có thua ai không? Nhưng mình không có cấp nào hết trơn, thì người ta cười mình, cái người đó học lậu, chứ không có cấp bằng. Đó, thì ở đây nó có một cái là phương tiện đặt ra thì phải có cấp bậc, phải không? Cấp bậc là phương tiện, chứ mục đích Đức Phật không phải vậy. Phật muốn chỉ thẳng cái chỗ chú kính mà Ngài thấy thì được nó thôi. Nhưng bây giờ, nếu chỉ thẳng người ta không biết, ta không phấn khởi thì tu, bắt buộc phải chỉ những cái hình thức, rồi nói là việc được cái này sẽ được chứ cái quả gì, giữa cái kia quả gì, từ từ người ta nghe ta hăng hái được tu. Đó, như vậy đó, phương tiện là như vậy, cũng như ở đời. Như vậy thì quý vị mới thấy
các phương tiện đó giúp cho tất cả mọi người cố gắng để mà tiến lên. Nhưng mà khi đã phương tiện rồi, người ta mắc kẹt phương tiện. Cũng như thế gian là muốn người học giỏi, đạt cấp bằng thì nó mắc kẹt cấp bằng. Rồi từ mắc kẹt cấp bằng rồi cái tìm cách gian lận để được cấp bằng. Rồi để trong khi thi tìm cách gian lận để mình đậu, nó thành ra trong đó nó có cái tâm không được tốt hay thật. Ở đây cũng vậy, nếu chúng ta tu mà còn kẹt chứng đắc là chúng ta còn có cái toan tính, còn có cái trông đợi. Như vậy mà còn tâm tính trông đợi thì tâm làm sao yếu? Nó không phải là cái chỗ cứu kính rồi. Cho nên đi tới cứu kính là phải rất là thầm lặng, rất là quan tâm đến cái thật, chứ không có bận tâm những cái giả. Đó là tôi nói cái phần tu chính của nhị thừa, cho quý vị thấy như vậy. Rồi bây giờ trở lại vấn đề đầu là khi Phật thấy cái gì mà Ngài không nói được, Ngài dùng dữ. Bởi vì Ngài thấy được cái chân thật, mà cái chân thật đó ai cũng có hết trơn, mà rồi ai cũng quên. Ngài tận lực tu đến khi dẹp sạch hết được những cái mê lầm thì Ngài sáng lên, Ngài mới thấy cái thật của mình. Và khi thấy cái thật của mình rồi, nhìn lại ai cũng có cái đó mà nói không được. Biết ai cũng có mà nói không được, rồi giờ làm sao nói? Cho nên phải do dự, chần chờ, chưa muốn nói. Phải làm sao đấy? Nói mà không tin. Thí dụ bây giờ nói một câu nói rất là dễ, mà quý vị thấy thế gian có chấp nhận được không? Nó thân này là giả. Bây giờ đi ra ngoài đường, nó thân thì giả giả, họ cười mình không? Nói chú nó điên rồi. Mà quá thân, nó giả, mà nó giả không chịu. Rồi mà sao nói đây? Họ không tin là chết, mà họ còn nói mình điên khùng nữa. Rồi làm sao? Làm sao giấu quá? Làm sao giả được? Đó là cái thật là khó. Cho nên không nói giả, nói thân này là khổ, anh có khổ không? Là chỉ cho anh coi, 1, 2, 3, 4 cái khổ, chỉ ngồi thấy à, có khổ, rồi mới tin rồi mới dẫn người ta mình làm. Bây giờ nói giả thì tôi thấy thiệt đấy, giả cái gì? Rồi tự nhiên rất là khó nói. Đó là nói cái giả là cũng nói hình thức đấy, có thể dễ chấp nhận, mà còn khó chấp nhận như vậy. Huống nữa là có một cái quá ư là thật mà không bao giờ nói người ta chịu nghe. Đó, vì vậy mà Ngài do dự, Ngài phải chờ cho tới sau này Ngài giảng những cái phương tiện để cho người ta nắm bắt rồi. Nhiều khi nắm bắt rồi, Ngài mới sợ người ta cho cái phương tiện đó là thật, buộc lòng Ngài phải nói cái đó là phương tiện, ngón tay chỉ mặt trăng thôi. Đó là những bộ kinh viên giác và trở lên, chừng đó mới dám nói. Như vậy thì phải qua bao nhiêu năm trời dẫn người ta trong cái phương tiện, rồi mới chỉ thẳng cái phương tiện đó là không thật. Cái thật là chỗ này nè, ngón tay không phải mặt trăng, mà muốn thấy mặt trăng chỉ đương nó thôi. Vậy mà bây giờ người ta cũng thấy ngón tay là mặt trăng. Để người ta thương không? Phật đã quở, Phật trách, Phật chỉ, mà rồi người ta cũng không tin. Như vậy, đến chỗ thấy cái căn cơ của đồ đệ có một ít người, nó chín mùi rồi. Chín mùi rồi, cho nên trong hội Linh Sơn, Đức Phật họp tất cả chư tăng lại
Ngài lên toàn ngồi, cái liền cầm cái hoa sen đưa lên. Đưa lên, mình nói đưa lên không thì nó làm cho người ta khó hiểu. Đưa lên mình ngài nhìn, nhìn qua từng người tới ai, hiểu cái gì ngài muốn nói. Nhìn tới ngài cái viết mỉm cười, rồi. Cái người đó chín mùi rồi đó, đã hiểu được, đã thấm được. Thì như vậy, mới thấy sau này các tổ thường hay dùng cái câu là dùng mắt nhìn nhau. Nguyên chữ Hán thì sao? Đó là tiếng một từ cố. Dùng mắt nhìn nhau. Phật nhìn chúng, nhìn tới ngã nha, ngã cái viết, cái viết nhìn chú ba sen của Phật, rồi thấy Phật nhìn ngã, ngã cười, hai người thông cảm, tiếng một tương cố. Như vậy thì cái tiếng một tương cố này chỉ cái gì? Đó là một cái điều gần như bí mật, phải không? Gần như là bí mật đối với nhà thiền, ta gọi đó là cái bí mật. Không thể nói được. Nhưng mà đâu phải là cái bí mật chẳng qua là mở miệng thì nó sai. Mở miệng sai là nó làm kinh. Chứ không phải là cái bí mật. Như vậy thì đưa hoa sen lên và gợi cho trong chúng một cái khởi chú tâm nhìn qua sen, phải không? Thế các Phật tại sao lại đưa cái đó lên? Thì chú tâm nhìn qua sen. Nhìn thì Phật ngó tới họ không biết gì hết, mà chỉ nhìn qua sen thôi. Chỉ Ngài Ca Diếp, khi Ngài Ca Diếp nhìn qua sen, Phật ngó tới Ngài Ca Diếp, Ngài Ca Diếp thấy, chạm tới Ngài, cái Ngài cười thì Ngài đó là thông cảm. Thì như vậy, mắt Phật nhìn, mắt Ngài Ca Diếp nhìn, hai mắt nó gặp nhau thì hiểu nhau. Như vậy thì cái hội đó Phật muốn chỉ cái gì? Trong hội đó Phật muốn chỉ cái gì? Đó là một cái vấn đề hết sức là sâu thẳm mà cũng hết sức là giản đơn. Chỉ cái gì? Phật nhìn Ngài Ca Diếp, Ngài Ca Diếp nhìn Phật, em Ngài Ca Diếp cười, tự nhiên Phật cũng phải cười. Thì thấy tự hiểu được mình rồi thì vui lên liền. Đó, liền ấn chiếc lạ đời vậy. Ở bên kia tôi nói xa chút, ở bên kia bảo mình phải diệt hết cái niệm, diệt hết những cái niệm được cái chỗ cuối cùng là diệt tận, diệt tận đỉnh á, tức là diệt hết. Nhưng mà cái diệt hết đó để tâm mình an định. Nhưng mà khi tâm mình an định đó thì chúng ta chỉ hướng về tâm ở trong hay là tất cả cái thấy biết ở ngoài nữa. Nếu tâm này không giới niệm thì khi nhìn thấy sự vật có giới niệm không? Đó. Nhưng mà vì bắt làm một cái việc kềm chế cho nên nói ở trong. Cái sự thật, cái đó ở tâm lặng, đối cảnh cũng phải lặng. Nhưng mà như vậy ở trong lặng, đối cảnh lặng, lúc này mình còn cái gì? Mình có cái gì? Trong lặng, bây giờ tôi nói hoài cái câu quý vị ngồi 5-3 phút không có một ý nghĩ gì hết, không có niệm nào dấy lên hết, lúc đó tôi biết không? Biết mà cái biết nó nổi nhất, cụ thể nhất là cái thấy và cái nghe, thấy không? Thấy người, thấy vật, biết rõ ràng người vật,
tiếng động, chim nó kêu mình biết, người nói mình biết, chuông trống mình biết, biết rõ hết cái nào ra cái. Nhưng mà cái biết đó hình dáng là sao? Có giấy động không? Cái biết nó có động không? Biết nó lặng yên mà hằng tri giác. Mà cái biết đó nó không động, mà cái biết đó cũng không có tướng. Nó tướng nọ là sao? Còn bây giờ nếu chúng ta khởi biết về vấn đề A thì có cái A hiện. Khởi biết vấn đề B, cái B hiện. Khởi nghĩ, khởi biết thì nó có cái bóng theo đó. Còn cái biết được nghe, biết được thấy, có cái gì nó lọc trong đó không? Đó. Nhưng mà chúng ta có cái bệnh, được thấy thì phân biệt tốt xấu, được nghe phân biệt hay dở, phải không? Rồi nó quên cái ban đầu của mình mất, quên mất cái ban đầu, chạy theo mấy cái sao đó, rồi nắm bắt mấy cái sao đó là đi hía, rồi điên đảo cái chùm nha. Chứ còn hiện giờ ai mà không có cái thấy, mà cái thấy đó nó rõ ràng, nó hiện tiền, mà cái thấy đó tức là biết, mà biết tức là tánh. Như vậy thì chúng ta ở trong lặng được cái tâm vọng tưởng, ở ngoài đối duyên xuất cảnh, sáu căn chúng ta không có bị dính kẹt sáu trần, thấy rõ, nghe rõ mà không dính kẹt cái gì hết, thì lúc đó ta là gì? Chúng ta là gì? Như vậy thì cái đó hết sức là rõ ràng. Ai mà không có cái đó? Nhưng bây giờ chỉ cái đó có dễ không? Thiên hạ không chịu. Nói cái gì có hào quang này, có qua sen trên trời, trên mây rồi đó thì họ chịu. Chứ mà nói cái gì đó thực tế như vậy mà không chịu. Nói họ có cái biết rõ ràng nơi mắt, thì cái biết đó là cái thật của mình, không chịu, không có thường đâu á. Chứ còn ai nhìn cái tùng mà nói cái tùng có dáng con gì đó thì chịu lắm. Hướng dẫn muốn uống nó phải làm sao được á thì mình chịu. Chứ còn nói cái tùng là cái tùng đó không chịu. Đó là những cái điều tôi chỉ cho quý vị thấy trong nhà thiền sử dụng mấy cái này rất là nhiều. Mà rồi người học, người nghe, cứ học, nghe mà không biết gì hết. Bởi vì mình đã có sẵn cái biết ở mắt, thấy tất cả. Mà thấy tất cả là biết tất cả. Mà mình không dặn cái biết đó, lúc nào cũng thông qua nó. Nó vừa thấy cái thì chạy theo cái khác, cái thứ hai, thứ ba, thứ tư, cái không dừng ở chỗ cái thấy. Cho nên giờ chúng ta cứ như vậy mà đi đạo. Như vậy thì ở ngay chỗ này ta biết, trong hội Linh Sơn, Đức Phật muốn chỉ cái gì là cái mà Ngài ấp ủ từ trước đến giờ. Chỉ mình có cái tâm hiện tiền chân thật đầy đủ mà mình quên, đó là tánh thấy, phải không? Như vậy thì thời Đức Phật, Phật thấy cái đó là cái biết. Mọi người đều có tánh thấy, tánh nghe, tánh biết như vậy, mà mình không nhận nó, mà mình chạy theo nó khác không. Nên là muốn chỉ mà làm sao mà chỉ được. Cho nên phải nói quanh, nói co đủ thứ phương tiện. Bây giờ tới đây là muốn chỉ thẳng, muốn chỉ thẳng thì không có lời để nói. Chỉ đưa lên, mà đưa lên là cốt để người ta thấy, phải không? Mà thấy mà Phật nhìn mà họ ngẩn ngơ thì tức nhìn thấy mà không biết gì hết. Cho nên tới ngày cây viết, nhìn thấy cái ngày cười thì tức là ngày biết, ngày biết cái chỗ Phật muốn chỉ, thì đó là ngày ngộ. Rồi Phật liền ấn chứng. Qua câu chuyện đó thì quý vị thấy Đức Phật
đã cố gắng chỉ, chứ không phải thừa. Mà trong hội bao nhiêu người chỉ một người lãnh hội được, còn bao nhiêu người thì nhớ trong kinh thôi, hiểu trong kinh thôi. À, bài kinh này nói về, bài kinh kia nói kia, nói vậy là hay chỗ nào nào, chứ không nhận ra được cái thực của mình mà Phật muốn chỉ. Như vậy bao nhiêu năm trời dùng phương tiện mà tới đó cũng chưa được phần nửa chúng hiểu, mà chỉ có một người. Rồi thì Phật liền ấn chứng người ta có chánh pháp nhãn tạng. Chánh pháp nhãn tạng thì chỉ nhãn tạng là khó có mắt cái gì, phải không? Đó, cái đó là cái niết bàn, cái diệu tâm của mình. Giống như là bây giờ Ca Diếp nhận được cái đó rồi, thoát chút cho Ca Diếp. Thì như vậy thì rất là rõ ràng. Rồi ngày Ca Diếp này được cái đó rồi, thì sau khi Phật niết bàn, một hôm ngài A Nan mới hỏi: thưa sư huynh, khi mà Đức Thế Tôn truyền y kim lan cho sư huynh đó, ngoài ra còn có truyền cái gì khác? Ngài A Nan không hiểu, không hiểu tại sao mà được truyền cái y, có truyền gì khác nữa không? Thì ngài kia khai giết sao? Kêu A Nan, mình dạ, cái phướng trước cửa chùa ngã, bây giờ thấy có ngã gì đâu. Như vậy mới biết rằng cái trọng tâm là cái vừa kêu liền ứng tâm dạ. Cái lỗ tai, cái biết từ lỗ tai đó, nó không suy nghĩ, kêu lại tính tiếp liền. Thì như vậy có cái biết không đợi suy nghĩ, cái biết sẵn ở tay. Thì nói, cái đó là cái mà Đức Phật truyền cho ngài. Thì ngay đó ngài anh em nhận được. Nhận được thì từ đó được kế thừa tổ vị. Thì quý vị thấy người xưa có cố tình giấu giếm như mình không? Không giấu mà nói không được. Nó nói cái gì thì cũng trạch hết trơn. Chỉ còn có cái thuật đó, kêu. Mà khi kêu A Nan thì ứng thanh giả liền, khỏi suy nghĩ, phải không? Như vậy là cái nghe, cái biết nghe sẵn ở tai, không đợi suy nghĩ, cũng như cái thấy sẵn ở mắt, không đợi suy nghĩ. Thì như vậy đó, thì cái đó nó hiện tiền ở sáu căn mà mình không biết. Mình cứ nghe thì chờ thôi, nói tiếng gì hay, tiếng gì dở, rồi để sanh ra vui buồn, thấy không? Cứ như vậy mà đi vào trong cái mê hồn trận, không ra khỏi. Còn cái này nói cái đó để đánh thức mình một cái hết sức là mạnh, hết sức là cụ thể, mà mình cũng không biết. Như vậy thì quý vị mới thấy từ Phật tới tổ Ca Diếp chỉ có khác không? Nếu khác thì ở mắt và ở tai thôi, phải không? Chứ không có hai pháp. Cố chỉ cái đó, mà cái đó mới là cái biết thực của mình. Còn cái biết hơn thua phải quấy là biết của thế gian nhồi vào đầu mình, phải không? Chứ đâu phải là thực. Cái biết thực của mình nó sẵn như vậy. Mà biết cái kia là biết qua bóng dáng, còn cái biết này là cái biết trực tiếp, không có hình ảnh gì hết. Đó, đó là cái chỗ thiết yếu từ Đức Phật tới tổ. Như vậy chỉ cái đó nó gần, nó xa, nó có quyền bí gì không? Thật là chỉ cái thực tế sẵn mà không thể tưởng, không ai dám mà. Ai không ai dám nhận cái đó của mình vậy. Nên là cứ nghe nói cũng như nói chuyện trên trời trên mây, chứ không ngờ rằng tổ đang chỉ mình. Như vậy mới thấy cái giai đoạn đầu từ Phật tới tổ, qua giai đoạn kế tôi nói xa các tổ sau này, cho quý vị thấy đi quanh đi co rồi cũng là trở về chỗ đó.
Bây giờ tới các tổ tiếp theo. Trước là tôi nói tổ vị tổ thứ ba, tức là tổ nào? Tổ tăng sáng. Ngài làm cái cuốn Tính Tâm Minh, phải không? Mở đầu của Tính Tâm Minh thì câu đầu thì nói sao? Đại đạo vô nan, di hiện giải tại. Một câu đó thôi thì đã nói hết rồi. Đại đạo mà chữ đạo ở đây là lấy cái từ của bên lão. Bên lão nói cái đạo là cái chỗ không còn ngôn thuyết, không còn nói năng, là chỗ chân lý tuyệt đối. Như vậy cái chân lý cuối cùng của chúng ta gọi đó là đại đạo. Mà đại đạo nó không có khó, mà chỉ khó tại giảng đạt, phân biệt giảng đạt, biết là khó thôi. Như vậy cứ nghe gọi trực tiếp trả lời, chỉ đưa cái gì lên trực tiếp thấy thì đó là đại đạo đâu. Còn bước qua cái thứ hai suy nghĩ cũng mất đại đạo. Quý vị thấy đại đạo chưa? Thôi vậy hai lại hỏi ngài Tiểu Châu thế nào đại đạo không được cái là đà lập đấy. Đại đạo là ở ngay trước mắt mà không chịu mà hỏi thì tất nhiên là phải chỉ đường khác ngoài kia. Đó là cái lầm lẫn mà rồi người sau cứ như vậy mà mò mà không ra. Đó là tổ tăng sáng, tổ thứ ba. Cần đến ngày Nam Tuyền, người Tiểu Châu hỏi thế nào là đạo thì ngài nói bình thường tâm thị đạo. Bình thường tâm thị đạo tức là cái tâm bình thường nó là đạo, mà tâm sao phải là tâm bình thường? Bây giờ hỏi tất cả quý vị ở đây, quý vị có cái tâm bình thường không? Có không? Có mà không biết biết giữ nữa không, phải không? Có thì có thiệt, nhưng mà biết có giữ nó không? Vừa thoáng qua cái mắt thì thoáng qua mắt. Cho nên tâm bình thường là tâm gì? Là tâm không nghĩ thiện, không nghĩ ác, không nghĩ phải, không nghĩ quấy, tất cả nghĩ hai bên đều không có, mà không nghĩ tất cả cái đối đãi đó là tâm bình thường. Như vậy thì quý vị hiện giờ có cái tâm đó không? Có chắc ai cũng thừa nhận có. Mà sống được với nó không? Có mà sống được hay không? Có mà bỏ quên, có mà không màng. Bởi vậy tôi nói là chúng ta là những kẻ phủ phàm. Phủ phàm rất là thể bàn. Phủ phàm ai? Phủ phàm mình. Mình phủ phàm mình, rồi sách gói đầu này học đạo đầu kia kiếm đủ thứ hết, cầu khẩn lại lục muốn đi muốn tép bàn chân, lại muốn ôm cái đầu mà tìm không ra, mà chiếm cái đó là cái của mình sẵn có mà không chịu. Cứ chạy đầu này kiếm, chạy đầu kia tìm, nghe chỗ nào linh thiêng thì chạy tìm, mà rốt cuộc cái mình sẵn mình bỏ quên, không phủ phàm là gì. Như vậy thì chúng ta có một cái thật hết sức là giản đơn mà mình không biết. Như vậy thì bây giờ hỏi cho Phật dạy mình tu cho đáo để tới cái chỗ diệt tịnh định, tức là tâm bình thường rồi, không còn biểu gì nữa là bình thường đó, thì đó là vô sanh, đó là đạo. Mà mình cái đó nó có đường có sẵn ở đây nè, mà mình không chịu để nó bình thường, mình cứ cho nó nhảy thôi rồi nhảy. Thì quý vị mới thấy thật là chúng ta điên đảo. Hoặc nói điên đảo là chỗ đó, cái khó sẵn, cái quý vô cùng mà mình không chịu nhận, không chịu biết, cứ chạy đầu này tìm, chạy đầu kia kiếm, kiếm đáo để rồi ngồi đó muốn tu mà không biết tu làm sao. Chỉ bình thường tâm thị đạo
ta bình thường thôi. Nên nhiều khi tôi nói, quý vị thấy dường như mình cạp chơi mà nó có ý nghĩa vô cùng. Thường thường mấy người điên á thì mình nói mấy người đó làm sao? Bất bình thường. Hay là bất bình thường là người điên đi giác thăm mình bình thường, mà mình khởi nghĩ làm sao nó bất bình thường, như vậy mình điên lắm. Bởi vậy thật sự mình điên ảo, mình đâu có chịu điên ảo, cứ tưởng mình khôn rồi mà. Rõ ràng đang bình thường, dấy lên chạy tiếp tục, rồi kẹt ra 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 mình dấy chạy tiếp tục. Ủa chưa, mình tu mà mình không chịu sống cái bình thường, không sống bình thường cho nên mình điên đảo. Mình điên đảo thì thật nó điên đảo rất là điên. Lộn nữa, cái thịt đang có mà không chịu nhận, rồi chạy đi tìm tiệm này tiệm kia đáo để đó. Ví dụ bây giờ cái thật đó mà chỉ rõ ràng tâm bình thường là đạo. Nãy giờ mình đi tìm cuốn kinh này cuốn lượng kia mình đọc đau cái đầu suy nghĩ cả đời đạo đó chưa. Như vậy đi đọc hết ba tạng kinh rốt cuộc là mình sao? Mình chỉ dính trong đầu thêm nhiều quá, không được cái bình thường. Như vậy tâm bình thường là đạo, hết sức là đơn giản. Mà cái bình thường đó ai mà không có, nhưng mà tại chúng ta muốn phi thường không? Phi thường nghe hoài rồi nói bất bình thường thì nghe cái bộ không điên quá. Như vậy thì chúng ta sống mà muốn sống theo cái bất bình thường, chứ không chịu sống cho bình thường. Như vậy cái tâm bình thường là tâm không nghĩ phải mấy hơn thua tốt xấu gì hết, lặng yên thấy biết nghe biết tất cả xúc chạm biết đói biết no biết mà không nghĩ suy gì hết. Đó là tâm, đó là tâm bình thường. Cả ngày đi đứng nằm ngồi sống như ai mà tâm không có dấy động. Cho nên các thiền sư thường dùng cái từ như ngây như ngô đó, không có lanh lẹ như mình. Mình khôn quá, động tới nghĩ đông nghĩ tây, nói một muốn hiểu hai ba, biết cái thằng nó điên đảo cái đầu. Nhiều khi ôm đầu nó sao mà tôi khó ngủ quá, thấy không? Mới cứ chạy tứ tung hết. Người ta nói bên đông mình hiểu bên tây, rồi nhiều khi phiền não nhau, vô đủ thứ chuyện. Bây giờ quý vị thăm bình thường, thấy ai cũng cười thôi, không có cái gì phải bận biểu hết. Mà tôi không biểu quý vị tôi. Nó tới đó rồi chúng ta mới thấy tại sao Mã Tổ, một ông thầy, ông lại cái hành lang, ông ngồi thiền thì đó là khen phải rồi, nhưng mà tới cái nắm đâu ta thổi phù sợ ta thổi nhẹ thì cũng thấy ông già chơi kỳ cục. Coi như là cắt cớ đó. Cái chuyện đó hồi mà ngày Mã Tổ lúc đầu ngày ngồi thiền dữ lắm, ngồi thiền ở trong cái chỗ bằng thạch mà. Rồi sau này ngày về dưỡng là tới ngày mới thử. Ngài thích ngồi thiền, cố gắng ngồi thiền, nhưng mà sau khi hiểu rồi thấy ta ngồi thiền cái thổi. Thì tại sao vậy? Bởi vậy quý vị mới hiểu câu đó, nếu nói ngồi là thiền thì đó là giết thiền. Như vậy thì đi đứng nằm không có thiền sao? Thiền chỉ chết có cái chỗ đó. Như vậy thì chúng ta đi đứng nằm ngồi trong bốn quay nghi, đừng có cái tâm lăng xăng, sống cái tâm bình thường đâu không phải thiền. Phải không? Cái người nào mà tâm bình thường rồi khỏi càng biểu ngồi thiền 2 giờ 3 giờ gì hết. Quý vị cứ ngồi nhổ cỏ chơi vậy thôi, nhưng mà chưa bình thường phải ngồi thiền. Ai chưa bình thường thì bắt buộc phải ngồi thiền, còn bất bình thường rồi thì phải ngồi thiền. Như vậy thì Tổ muốn chỉ cho mình thấy thiền là tất cả chỗ gọi là vô tâm đó,
Vô tâm tức là không có tâm chạy theo, chứ mà có cái tâm bình thường. Tâm bình thường gọi là vô tâm, vì không có tâm nghĩ như mình nghĩ. Mình cho cái tâm là cái nghĩ suy phân biệt, mà tâm bình thường là không nghĩ suy phân biệt, không nghĩ suy không phân biệt, cho nên gọi là vô tâm. Cho nên nó tất cả chỗ vô tâm, phải không? Mà tất cả vô tâm thì tất cả chỗ là đạo. Như vậy tâm bình thường là đạo, mình đi đứng nằm ngồi đều đạo. Còn bây giờ mình đi đứng nằm ngồi thì có khi chạy qua trời, có khi chui xuống địa ngục, tiếp tục trên, có khi làm thánh làm hiền, có khi làm kẻ trộm cái cướp, đúng thứ chuyện á. Vì vậy mà không đi trong lục đạo sao được. Còn tâm bình thường, như vậy tâm bình thường là không chạy, không dính, không kẹt bên nào hết. Mà cái tâm đó có tạo nghiệp không? Nếu tâm bình thường có tạo nghiệp không? Đâu có tạo nghiệp. Mà không tạo nghiệp thì làm sao mà cầu giải thoát? Phải không? Đó, cho nên ai trói buộc ngươi? Không có ai trói buộc. Chỉ cầu giải thoát làm gì? Mình bình thường vậy thôi, cầu giải thoát gì nữa gì chứ. Đó là một cái chuyện mình nghe thì nó lạ với ta, mà quý vị xét kỹ, có phải là thực tế 100% không? Dạy mình cái thực tế là bỏ tâm rối loạn lăng xăng điên đảo đó, sống cái tâm bình thường. Mà tâm bình thường ai cũng có, ai cũng sẵn hết. Như vậy mới thấy cái chủ trương đường lối của chư tổ dạy nó hết sức là cụ thể, hết sức là thực tế. Mà rất tiếc mình bị nhiễm bệnh, nhiễm những cái thứ thuốc điên thuốc cuồng. Bây giờ cho nên ngồi lại thì điên cuồng chạy tứ tung hết, kèm chế kèm không nổi, rồi than trong khó quá. Chứ sự thật biết rõ mình có cái thật như vậy rồi thì những cái lăng xăng điên đảo bỏ đi có gì quan trọng. Vậy mà chúng ta bám vào cái giả, quên cái thiệt, bỏ mất cái thật của chính mình. Đó là cái chỗ mà tôi thấy ai ai nếu khéo tu thì có thể sống lại cái tâm bình thường không phải là khó. Chỉ vì không khéo tu rồi cứ dính kẹt lời nói hay, lời nói dở, phê bình đúng, phê bình sai, rồi cứ vậy mà điên đảo. Mà càng điên đảo chừng nào thì cái đau khổ dày chừng ấy. Mà khởi niệm chạy ra cái này cái kia thì đó là mình tạo nghiệp, nghiệp lành, nghiệp dữ, nghiệp đủ thứ hết. Vì vậy mà có luân hồi lục đạo. Chúng ta sống được cái tâm bình thường này thì không cầu giải thoát, tự nó là giải thoát. Bởi vì nó không tạo nghiệp. Bây giờ quý vị thử một ngày sống trong bình thường có tạo nghiệp gì? Có tạo nghiệp gì không? Giả sử đi lỡ dẫm chế con kiến bả cũng không có, không bị nghiệp. Tại sao? Bởi vì nghiệp á là do ý niệm dấy lên, ý niệm xấu muốn hại, rồi miệng nói thân làm. Còn này thân làm thì thân mình nó đi, nhưng mà cái tâm mình nó không có giấy. Mà nghiệp nó thành thì phải do tâm giấy. Thì nói chỗ này đi đi xa một chút, gọi là nhớ đâu nói đó. Tôi nói Tam Tổ Trúc Lâm có một cái hết sức là kỳ đặc. Đây là sơ tổ chứ không phải là tam tổ. Sơ tổ khi đang làm vua là một người hiểu Phật pháp sâu, thâm nhập được cái đạo lý thiền, mà là ông vua có giặc đến bây giờ phải làm sao. Mà tội sát sanh là tội đầu trong ngũ giới.
Bây giờ nếu mà mình ra lệnh đi đánh giặc thì tức là triển tập biểu ta giết, phạm tội sát sanh, mình giết, dạy người giết. Về mặt sao đây? Đó là một cái chỗ mà tôi thấy nó rất lý thú mà chúng ta nhiều khi không để ý. Cho nên Ngài mới nghĩ bây giờ mình là người chịu trách nhiệm với muôn dân, ra lệnh thì người ta làm, nhưng mình ra lệnh thì tức là mình có ý sát hại, thì cái ý nghiệp nó thành, mà ý rồi miệng rồi thân họ tác thì định nghiệp không thể chịu. Cho nên thời bây giờ lại hỏi mấy ông tướng sĩ, giờ các ông giặt tới giờ muốn đánh là muốn hòa đó. Tức là hội nghị bình thản, cuộc hội nghị mời hết tướng sĩ lại, giặt đánh đó, giặt nó tới muốn cướp nước mình đó, thì chúng ta nên đánh hay nên hòa? Thì mấy ông tướng sĩ hô lên đánh. Thì đó là lệnh của tướng sĩ bảo mình đánh. Chứ ông nhà đâu có ý gì, nó hỏi nó phân hai mà, nên cái này hay nên cái kia, thì tùy mấy ông là mấy ông định sao tôi làm vậy. Nhưng mà tướng sĩ không chưa đủ, cái mời hết các vô lão trong nước lại họp hội nghị duyên hồng, hỏi bây giờ giặc đến như vậy đó, chúng ta nên đánh hay nên vào? Thì mấy ông nó đánh chứ đã thì được lệnh của tướng sĩ, được lệnh của nhân dân, Ngài chỉ vào theo cái mạng lệnh đó chứ đâu phải Ngài ra lệnh. Khôn không? Mày không tránh được cái định nghiệp cho mình mà lại rất là dân chủ, được ta quý kính. Cái đó là cái quá là quá ư là khéo. Cho nên đánh giặc, giết giặc rất nhiều mà Ngài không bị cái định nghiệp, mà Ngài ngộ được tâm tốt. Đó, hiểu như vậy mình mới giải được. Chứ nhiều khi người ta nói tội sắp sanh là tội đầu, mà ông cầm quân đánh giặc chứ mà giết biết bao nhiêu người thì ông phải đọa như ngục chứ làm sao mà thành tổ được. Mình nói sao? Cho nên hiểu cái đó là mình thấy cái hay, rất là hay. Là tôi không nói thầm thầm, tôi thấy thấy cái hay đó. Nên nói để cho quý vị hiểu được, có ai đó khi mà bẻ nói là Phật cấm nếu ai phạm ngũ giới là phải đọa, mà đây là giới sát sanh là giới đầu, mà Ngài phạm rồi đây còn phạm cắn những một người mà nhiều người nữa, thì như vậy làm sao thành tổ? Thì mình phải dẫn cái này làm chứng phạm mà không phải ý nghiệp, mà ý nghiệp là cái gốc, mà ý nghiệp không có thì cái tội anh chịu được. Tu cứu dân độ thế anh chịu. Đó là cái chỗ mà tôi nói cho quý vị thấy. Bởi vậy cho nên khi chúng ta nói đến cái chỗ chân thật này thì mình phải thấy rõ nó gần gũi, nó thực tế làm sao. Bởi vậy cho nên trong nhà thiền có những thiền sư đọc lâu tôi quên tên, ngày tu cái ngày là ngày ngộ rồi, huynh đệ giật mình chạy ai thấy cái gì là ngộ, trả lời nếu sớm biết đèn là lửa cơm chín nó lâu rồi. Sao ở trên nhà quê có lớp đèn ở bàn thờ mà lời tới giờ nấu cơm thấy không có lửa, chạy đi hàng xóm xin lửa về nhúng đốt nấu cơm trễ mất, lên thấy cái bàn thờ có cái đèn, nếu hồi nãy biết cái đèn đó là lửa lấy nó mồi phải biết mấy, phải không? Nếu biết sớm biết đèn là lửa thì cơm chín đã lâu rồi. Nếu sớm biết mình có cái đại đạo sẵn thì sự tu hành đạt được sớm biết mấy. Còn này mình cứ đi tìm Phật đâu đâu, cho nên giờ được thức tỉnh lại thì thấy nó rất là muộn. Còn gì khác nữa, nói nghe tức cười, không ở giữa chúng, nhưng mà tôi ngộ rồi. Thì mấy người đó chạy lên bạch với bà thượng kêu lên hỏi, thì ngộ cái gì? Nói nghe coi.
nói ni sư là cô gái ni sư là cô gái làm ra thì ông thầy ông bà thượng gần đầu đơn giản làm sao ấy không ngoài cô gái thì ni sư có không vậy thì cô gái đó là ni sư thế này như vậy thì cái đơn giản nó thực tế mà không ai dám nhìn không ai dám biết và cứ tìm kiếm nó đâu đâu. Như vậy cái thực tế đó, quý vị thấy trước kia mình có ngờ không? Không ngờ được. Mình khi đi tu cũng tưởng Phật đâu, trên cõi cực lạc ở đâu á, không có tính Phật ở gần như vậy. Bây giờ biết lại thì quá là gần. Như vậy thì từ Phật tới Tổ, một mặt truyền bá thiền tâm đều chỉ thẳng cái bình thường tâm là đạo, chứ có gì khác hết. Như vậy thì chúng ta tu, tu cho tới cái chỗ cuối cùng thì chúng ta mới thấy trở về cái bình thường đó, chứ không có cái nào khác. Nhưng mà tại vì hiện giờ chúng ta điên đảo quá nặng, quá đậm đi, gỡ những cái điên đảo nó khó. Chứ giờ hãy ngồi thiền bảo với chú làm gì, bỏ những cái điên đảo thôi. Thấy không? Vừa nhớ bỏ, bỏ hoài bỏ không hết. Tại sao bỏ không hết? Bởi vì ngồi thì bỏ, chạy ra thì thâu. Dồn vô là chiều tới ngồi cái bỏ mới sáng thâu. Cứ như vậy mà bỏ một đời không hết nữa. Thì bỏ cái này thâu cái khác. Bây giờ làm sao ngồi mình bỏ được, buông được, ra mình cũng phải bỏ, cũng phải buông luôn. Thì như vậy nó mới có kết quả. Nên hôm qua hôm kia đọc lời ca là Đắc Thú Lâm Tuyền Thành Đạo Ca đó, thấy rõ ràng Tổ nói nghĩa là tu mắt ngờ tai bít lấp, mắt thì nhắm tai bít lấp, tất cả cái gì không quan tâm hết. Như vậy thì mới thấy rằng người tu mà muốn đến nơi đến chốn thì phải cố gắng buông xả những cái hiện tại chúng ta thấy, chúng ta nghe không có cái gì là quan trọng. Cái quan trọng tối thượng đó là bình thường thôi, trở lại trong bình thường. Như vậy thì hỏi chứ mấy năm nay quý vị ngồi để làm gì? Phải là để cốt trở lại cái tâm bình thường không? Vậy thôi, có gì đâu, phải không? Như vậy thì tu bao nhiêu năm cốt trở về được cái đó. Nhưng mà có cái khó là muốn trở về cái đó thì phải gỡ, phải bỏ hết thị phi, phải quấy hơn thua tốt xấu, mà người ta không chịu bỏ cái đó nên trở về không được. Trở vô cái này dội, trở vô cái dội bị mấy cái kia nó bắn tung ra hết, không trở lại được. Bây giờ ai mà qua được cái đó thì trở về không có khó khăn chút nào hết. Cho nên cái tu thấy như là cái chuyện gì nó hơi quyền bí, cái sự thật không có quyền bí hết, nó thực tế vậy, trở về cái thật của chính mình. Đó là tôi dẫn ca tổ. Rồi bây giờ đây tới một câu chuyện khác. Nãy giờ nói mà chưa nói cái không ngờ. Mà trước khi nói cái không ngờ này thì bước qua tôi dẫn ý cái kim cang để mai kia biết gì học. Biết Kinh Kim Cang tuy là dài nhưng mà trọng tâm không ngoài hai câu hỏi của Ngài Tu Bồ Đề. Ngài Tu Bồ Đề hỏi Phật: người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, làm sao hàng phục được tâm, làm sao an trụ được tâm ấy?
hai câu thôi, phải không? Người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, làm sao hàng phục được tâm, làm sao an trụ được tâm ấy, cái tình tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác ấy. Thì trong kinh Kim Cang, Phật trả lời trước nói an trụ tâm, thì Phật dạy rằng nếu người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác thì bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xuất pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Tức là người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác thì không nên đối với sắc sanh tâm dính mắt, không nên đối thanh hương vị xuất pháp sanh tâm dướng mắt, phải không có dướng mắt đó, mà an trụ ngay chỗ đó đó, phải an trụ ngay chỗ đó không dướng mắt đó, gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì như vậy tức là đối sáu trần không cho dính, phải không? Không vướng mắt cho sáu trần. Rồi còn hỏi làm sao để hàng phục được tâm, thì Ngài bảo rằng độ tất cả chúng sanh hữu sắc, vô sắc, hữu tưởng, vô tưởng, phi hữu sắc, phi vô sắc, phi hữu tưởng, phi vô tưởng, đều đưa vào chỗ, tức là độ vào chỗ vô dư y niết bàn. Độ tất cả chúng sanh mà không thấy cái chúng sanh được diệt độ, thì chúng sanh hữu sắc là dễ niệm nhớ cái hình ảnh người, đó là hữu sắc. Là chúng sanh vô sắc là nhớ lại chuyện phải quấy. Chuyện phải quấy là chúng sanh, mà chúng sanh đó là sao? Không có hình sắc. Rồi tất cả những cái hữu tưởng vô tưởng, chúng sinh là những niệm chúng ta dấy lên, nhớ hình ảnh, nhớ tâm niệm, nhớ cái cảnh không hình ảnh, không tâm niệm, vân vân. Tất cả những cái nhớ nghĩ đó gọi là chúng sanh hữu sắc, vô sắc, đều đưa vào vô dư y niết bàn. Bởi vì niết bàn có hai, hữu dư y, vô dư y. Hữu dư y là còn thanh, mà tâm được hoàn toàn thanh tịnh, không sanh diệt, đó là hữu dư y. Còn vô dư y là không còn thân, không có thân, mà lặng hết mọi cái sanh diệt, đó là vô dư y. Như vậy thì tất cả chúng sinh mà lăng xăng đó, đó đưa vào chỗ vô dư y, tức là không còn sinh diệt, không còn hình bóng gì hết, không còn hình bóng gì hết. Cho nên hồi xưa tôi cứ thắc mắc, Phật bảo độ tất cả chúng sanh vào vô dư y niết bàn, mà nếu có Phật thì tôi nói Bạch Thế Tôn, con chưa được niết bàn sao con độ, độ chúng sanh mà mình chưa biết niết bàn ra sao mình sắp độ. Nhưng bây giờ thấy là nó thấy rõ vô dư y niết bàn là chỗ không có còn niệm sinh diệt nữa, mà những niệm sinh diệt là chúng sinh, là chúng sinh đó lặng hết, không còn sanh diệt, tức là vào vô dư y niết bàn. Bởi vì những chúng sanh đó lặng mà không có chúng sanh, bây giờ tâm mình lãng rồi còn thấy có gì nữa không? Không có chúng sanh được nhiều đâu. Cái chỗ đó không trọng làm sao? Thì như vậy, chúng ta tu mà muốn đến chỗ cứu kính thì phải ở trong độ tất cả những chúng sinh của mình, nó được đến vô dư y niết bàn. Rồi ở ngoài, đối với sáu trần không dính mắt. Thì như vậy là chúng ta được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vô thượng chánh đẳng chánh giác là ở chỗ đó, đó. Trong kinh Phật trả lời rất là rõ. Vì vậy mà đây đi qua đến Tổ Huệ Năng. Khi mà nghe nói tới cái chỗ đó, nhất là chỗ ưng vô sở trụ đó, không có dính mắt vào bất cứ một cái sắc trần nào, thì đó là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì Ngài liền thốt lên rằng không ngờ tánh mình
vẫn tự thanh tịnh, không ngờ tánh mình vốn không sanh diệt, không ngờ tánh mình vốn tự đầy đủ, không ngờ tánh mình vốn không dao động, không ngờ tánh mình hay sanh vô pháp. Ngài thốt luôn 4-5 cái bức không ngờ. Thì không ngờ, chính Ngài cũng không ngờ rằng tánh, tánh là cái gì? Lâu nay chúng ta hiểu chữ tánh cũng còn hơi mơ hồ. Tánh là cái có sẵn. Cái có sẵn thì gọi đó là tánh. Đợi duyên hợp mới có, cái đó là tướng. Như vậy thì cái tánh là cái có sẵn, cho nên nói các pháp duyên hợp không tự tánh, tức là không có cái có sẵn. Đợi duyên hợp mới có, chứ cái này nó không có sẵn, đợi đủ duyên mới có. Thì cái không có sẵn là tánh không. Còn mình sẵn có tánh giác. Các pháp duyên hợp mới có là không có tự tánh. Còn mình sẵn có tánh giác là có gì? Có tự tánh. Cho nên ở trong Kinh Hoa Nghiêm có một phẩm, gọi là phẩm hạnh anh nhi đó, hạnh con nít, nó nào nó khóc qua qua này kia đó, thì kể mình hồi xưa học mình cũng không hiểu sao mà nói chuyện con nít như vậy. Nhưng bây giờ mới thấy cái có sẵn đó, cái biết có sẵn đó, lọt lòng mẹ là có biết thì rồi, biết khóc qua qua là biết, thấy không? Rồi biết bò, biết đi, biết hết, chứ đâu phải đợi giải mới biết. Thì cái biết nó có sẵn, cho nên gọi là tánh. Như vậy thì có người nào mà khóc không? Khi cha mẹ sanh lọt lòng ra mà có khóc qua qua không? Có người học nào không biết khóc không? Biết khóc qua qua, rồi biết đòi bú, rồi biết bò, biết đi. Thì như vậy có sẵn nó biết những cái đó, cha mẹ không có dạy. Như vậy thì chúng ta sẵn không cho biết từ ở đâu nó mang đến, chứ nó không phải mới. Thì cái biết đó ai cũng có sẵn, cho nên gọi là cái tánh giác. Cái tánh giác ai cũng có sẵn hết. Mà không ngờ bây giờ mình mới thấy cái tánh nó tự thanh tịnh. Bây giờ khi chúng ta sống với cái tâm bình thường đó, thì thấy tâm nó thanh tịnh không? Bình thường thì nó không động, phải không? Bình thường thì nó trong sạch, nó không có hơn thua, làm gì có phiền não. Cho nên tâm bình thường là cái tâm thanh tịnh. Như vậy không ngờ mình lâu nay đã có sẵn tâm thanh tịnh. Đó là cái không ngờ thứ nhất. Không ngờ tánh mình vốn không sanh diệt. Chỉ tâm đó nó đâu có khởi niệm, mà không khởi niệm thì có gì sinh diệt? Quý vị thấy mình coi đó không? Không khởi niệm là không sinh diệt. Thì mình không ngờ mình đã có sẵn không sinh diệt thôi. Và cái không ngờ thứ ba nữa, không ngờ tánh mình vốn tự đầy đủ. Như vậy mình có sẵn từ hồi bé tới giờ, chứ đâu phải mới có đây. Mình tự đầy đủ rồi mà đó giờ không biết. Thì không ngờ mình tánh mình vốn tự đầy đủ. Không ngờ tánh mình vốn không dao động đó. Thì cái tánh đó đâu có dao động gì, đâu có nghĩ suy gì. Thì như vậy mình đã sẵn có cái không dao động rồi. Và không ngờ tánh mình hay sanh vô pháp. Từ cái không dao động, không nghĩ suy, nó lại hay sanh ra vô pháp. Cho nên gọi là chân không mà diệu hữu đó. Không có cái gì mà nó sanh tất cả. Như vậy tôi nói không ngờ ở trên cái đề tôi nói sao? Thiền tâm, Phật giáo thiền tâm thực tế nó đủ đến nỗi không thể ngờ, phải không? Chính tỏ thấy được cái đó mình không ngờ là la lên tới năm lần như vậy đó. Còn mình hồi đó giờ có mà mình không biết. Nếu ngày nào biết chắc mình cũng không ngờ nữa, phải không? Không ngờ mình có sẵn, không ngờ như vậy. Như vậy thì cái đó là cái
sẵn muôn đời tự có mà mình lại không ngờ. Như vậy thì thiền tông dạy mình tu kiếm cái gì? Kiếm cái gì? Nếu mà về cực lạc thì mình không có đòi về, phải không? Như vậy kiếm cái gì? Thì chỉ là trở lại cái thực của chính mình. Mà trở lại cái thực của chính mình thì nó thực tế vô cùng. Mà cái đó chứng minh là nó có từ hồi thổi bé bây giờ, phải không? Chứ đâu phải ai giải. Ví dụ bây giờ mà mình học triết lý, mình học khoa học này kia đó, là cái người ta giải, chứ không phải cái sẵn. Thì cái đó là duyên hợp rồi, phải không? Nhồi nó mới biết. Còn cái này nó sẵn có từ thời nào mà bỏ quên. Như vậy thì có người nào sinh ra mà không biết, không biết khóc, không biết bò, không biết đi hơn? Thì ai cũng có cái đó, thì ai cũng sẵn có tánh giác rồi. Có sẵn tánh giác mà không chịu trở về, rồi chạy đi theo thế gian, theo dòng đời, tính hơn, tính thua, tính phải, tính vấy, học đúng thứ lộn xộn. Rồi bây giờ sống với cái lộn xộn lăn tăn trong đầu đó, quên mất tiêu cái thực của mình. Chừng chỉ thấy được cái thực liền mới biết không ngờ có cái đó, phải không? Và cái đó là cái sẵn muôn đời. Thì như vậy mới thấy thiền tông là một cái hướng dạy chúng ta trở lại cái thực sẵn của chính mình, chứ không phải là chuyện ở đâu đâu, không phải tìm kiếm nơi nào, không phải đợi ông Bồ Tát, ông La Hán nào dạy mới có cái đó, phải không? Chính nó đang có mà chúng ta quên. Có mà bỏ quên để đi xin, đi tìm chỗ khác thì gọi chúng ta là người gì? Người gì? Nói câu cho chính xác rồi. Người gì? Thật là như vậy mới Phật cứ chê mình là tại vô minh đó, gọi là không sáng. Hay nói cái khác là tại vì ngu si, phải không? Si mê, điên đảo, có mà không chịu nhận, để chạy tìm thế này thế kia. Vì vậy mà rồi khổ sở, từ cái khổ sở đó, rồi quán hồn muốn tìm lại, mà tìm lại không biết đâu tìm. Chứ còn thực ra, Phật tổ không giấu mình tí nào, từ trước đến giờ, chỉ dạy rõ ràng. Như vậy thì cái hệ thống thiền tâm này, nó nằm ở chỗ hay phát nguồn từ cái chỗ Đức Phật do dự không muốn nói, phải không? Còn những hệ thống khác là phương tiện nói, nhớ vậy đó. Vì cái chỗ đó phải nắm được thiệt vững, chứ còn không thì mình nói kinh Phật dạy như vậy đó, chính ban đầu này không muốn nói thì người ta không hiểu. Bởi vậy buộc lòng phải vận dụng phương tiện đưa từ thấp lên cao. Mà phương tiện thì không phải là thật, chỗ thật thì không có lợi, phải không? Vì vậy là các thiền sư tới chỗ đó hét đánh nạt có đủ thứ chuyện hết, không nói một lời. Bởi vì mở miệng thì nó hai bên, mà hai bên thì mất cái thật rồi đó. Hiểu vậy, thấy vậy mới thấu đáo được cái ý nghĩa thiền. Như vậy thì để kết thúc bài nói chuyện hôm nay thì chúng ta tu, bây giờ phải tu thế nào đây? Thì cái tu mà biết vọng không theo đó là chúng ta đi tắt một chặng, phải không? Đi tắt một chặng là xả niệm thanh tịnh đó, để đi tới cái chỗ được vô sanh là diệt thanh tịnh. Nhưng mà cái đó là cái còn hơi phương tiện một chút, vì còn thấy vọng và còn cái biết vọng là hai cái đối đãi, cho nên nó còn phương tiện. Còn đến chỗ cứu kính thì tu bằng cách trong không động, ngoài không dính. Trong không động là trong không khởi niệm, ngoài không dính, không dính sao trần. Ngoài không dính sao trần, trong không động,
thì đó mới quả là thiền, thiền chánh thông. Bây giờ quý vị chịu tôi cái nào? Tâm nó không động, nó cứ động hoài làm sao? Buộc lòng phải rầy, cho nên phải biết vọng rầy. Vì vậy cho nên phải có phương tiện đối đãi trâu với chăn đó. Nhưng mà trâu chăn dùng nó làm phương tiện, rồi cho tới trâu hết thì chăn cũng không còn. Thì đó mới tới cái chỗ chân thật. Mà chân thật đó chưa phải là chân thật chú kiếm, nó là cái chân thật hết đối đãi, mà phải thấy rõ mình hiện hữu không có vắng bóng cái tri giác của mình lúc nào hết. Mà cái tri giác đó không giấy động ở trong, không dính kẹt ở ngoài. Sống như vậy đó là sống đúng cái chân thật của mình. Đó là bài nói chuyện hôm nay. Hết chưa? Như vậy là hết tình, hết nghĩa. Nói gì hết tình, hết nghĩa mà quý vị tu không được thì tôi chịu thua đó. Không biết nói gì cả. Thì khi mà chúng ta thấy đến nơi đến chốn rồi, mình phối hợp lại các kinh tập nó không có khác vì phương tiện chỉ, nhưng cái cuối cùng thì cũng gặp nhau thôi. Nhưng mà có khác chút ít về cái hình ảnh đối đãi và không đối đãi. Đó là cái chỗ mà chúng ta cần phải hiểu cho nó tường tận. Thôi, tới đây nghỉ. Chúng sanh thấy thêm được cái lời Phật dạy.